Israel nói hạ hai nhân vật kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah. Iran gửi thông điệp tới các nước vùng vịnh. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Lực lượng phòng vệ Israel nói đã hạ hai nhân vật kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah. Có tin Israel nã tên lửa vào Damascus, 7 người thiệt mạng, báo động tình hình nhân đạo Lebanon. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục lan rộng và leo thang trên thực địa và cả trong tuyên bố của các bên. Israel nói đã hạ hai nhân vật kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah. Ngày 8 tháng 10, thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng các cuộc không kích của Israel đã giết chết hai nhân vật trong hàng kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, người bị ám sát vào cuối tháng 9, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Chúng tôi đã tiêu diệt hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm ông Nasrallah, người thay thế ông ấy, và cả người thay thế cho người thay thế, ông Netanyahu nói nhưng không nêu tên hai người thay thế. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galang nói rằng ông Hashem Safieddin, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm ông Nasrallah, đã bị loại bỏ khi Israel ném bom trụ sở tình báo của Hezbollah hồi tuần trước. Hiện vẫn chưa rõ người thay thế cho người thay thế mà ông Netanyahu đề cập là ai. Ngày qua, lực lượng phòng vệ Israel nói rằng các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong 24 giờ qua đã giết chết khoảng 50 chiến binh Hezbollah, bao gồm 6 chỉ huy. Bộ Y tế Lebanon báo cáo rằng có 36 người thiệt mạng và 150 người bị thương ở Lebanon sau các cuộc không kích của Israel hôm 8 tháng 10. Theo bộ này, tổng số người thiệt mạng ở Lebanon do căng thẳng Hezbollah-Israel là 2.119 người. Hezbollah ngày qua tiếp tục nã dốc kết vào lãnh thổ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 180 quả đạn vào Israel trong ngày 8 tháng 10. Reuters ngày 8 tháng 10 dẫn nguồn tin từ các quan chức Hezbollah rằng nhóm này ủng hộ ngừng bắn với Israel mà không còn yêu cầu thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza như điều kiện tiên quyết. Thông tin đánh dấu lần đầu tiên Hezbollah thay đổi lập trường trong căng thẳng với Israel. Bình luận về thông tin này, người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng việc Hamas thay đổi thái độ và muốn ngừng bắn vì nhóm này đang ở thế yếu và bị đánh bại trên chiến trường. Cùng ngày, các quan chức liên hợp quốc bày tỏ lo ngại rằng Lebanon có thể phải chịu chung số phận như Gaza. Chúng ta đang chứng kiến những mô hình tương tự như ở Gaza, những phương tiện và phương pháp chiến tranh tương tự. Sự tàn phá này là điều không thể tin nổi đối với tất cả mọi người ở Lebanon cũng như ở Gaza. Chúng ta không thể để điều này xảy ra lần nữa, theo ông Jeremy Lawrence phát ngôn viên của Ủy viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông James Elder, người phát ngôn của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF, cũng nói rằng những điểm chung giữa Lebanon và giải Gaza hiện diện ở mọi nơi. Truyền thông Syria, Israel nã tên lửa vào Damascus, 7 người thiệt mạng. Theo đài truyền hình nhà nước Syria, Sana đưa tin về 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Damascus, Syria, hôm 8 tháng 10. Sana dẫn nguồn tin quân sự rằng Israel đã phóng 3 tên lửa vào tòa nhà tại một khu dân cư đông đúc vào khoảng 8 giờ 15 phút tối, giờ địa phương. Theo Sana, phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hình ảnh hiện trường cho thấy tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Israel chưa bình luận về thông tin. Iran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh, gửi thông điệp tới các nước vùng vịnh. Ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Iran CS Abbas Arachi nói rằng Tehran không muốn căng thẳng leo thang ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, theo hãng tin MEHR News. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng Iran không muốn gia tăng căng thẳng, mặc dù chúng tôi không sợ chiến tranh, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, ông Arachi nói với phóng viên. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng nước này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản và lực lượng vũ trang đã được chuẩn bị đầy đủ. Cũng trong ngày 8 tháng 10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Israel tấn công bừa bãi vào phụ nữ, trẻ em và người già, đồng thời chỉ trích phương Tây vì đã ủng hộ cái mà ông gọi là chính phủ man dợ. Châu Âu và Mỹ đã đặt một chính phủ man dợ ở đây và một số người tự nhận là ủng hộ nhân quyền lại bảo vệ chính phủ đó. Israel không tuân thủ bất kỳ giới hạn nào của con người, họ dễ dàng tấn công phụ nữ, trẻ em, người già, ông Pezeshkian nói. Cùng ngày. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã cảnh cáo với các quốc gia vùng Vịnh rằng nước này sẽ không thể chấp nhận nếu các nước vùng Vịnh cho phép Israel sử dụng không phận để chống lại Iran. Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ hành động nào của một quốc gia vùng Vịnh chống lại Tehran, dù thông qua việc sử dụng không phận hay căn cứ quân sự, đều sẽ bị Tehran coi là hành động của toàn bộ nhóm và sẽ đáp trả tương ứng, vị quan chức nói với Reuters. Cảm ơn quý vị. Và bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.